À, hôm nay anh định sẽ test dòng guitar của Andy Shop Guitar Mahogany. Đây các bạn có thể nhìn hoàn toàn. Mình này sẽ có cái kiểu, nó sẽ có một cái kiểu dáng là eo số 7 và có hai màu bắn bóng và nhám. Của mình có thể thích màu bóng cũng được, thích màu nhám cũng được. Đây mặt lưng của nó gỗ Mahogany, tức là hồng đào Bắc Phi nha, không phải là hồng đào Việt Nam nha. Giá bán trên hệ thống shop Andy là 2.500.000 đồng tặng nguyên phụ kiện bao gồm bao da, capo, phím gãy. Mình sẽ test cho bạn nghe một bài âm âm của nó về gỗ Mahogany thì âm rất là vang. Truy cập website guitarandy.com. Cảm ơn các bạn đã xem video.